Kính chào quý anh chị, em là Đức Thành ô tô, chuyên mua bán trao đổi các dòng xe đã qua sử dụng. Địa chỉ cửa hàng em ở 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Phố Trần Thái Tông tập trung rất là nhiều các salon xe đã qua sử dụng, từ tầm trung đến cao cấp anh chị nhá. Ở đây mình có khoảng độ 10 đến 15 salon lớn cơ. Nên là anh chị cần một chiếc xe đi test có thể ghé qua Seoul, con phố này. Không mua xe của em thì mua xe của anh em khác, không vấn đề gì ạ. Gần Tết em cũng về rất là nhiều xe. Em mới lập kênh, anh chị cho em xin được đăng ký để được cập nhật video mới nhất của em. Em xin cảm ơn. Trước mắt anh chị ở đây là em mới về một chiếc Mercedes E250, sản xuất năm 2018. Ngoại thất là màu xanh Carvansai, nội thất là màu đen. Tên cá nhân biển Hà Nội, biển cũng rất là đẹp, dễ nhìn lắm ạ. 40616, rất là đẹp. Mercedes E thì lên form mới này là bắt đầu từ năm 2016. 2016 thì bắt đầu ra mắt tại thị trường Việt Nam. Đến tận bây giờ, cách đây một vài tháng thôi mới lên một cái facelift nhẹ nữa thôi. Còn cái form này đến hiện tại thì vẫn còn rất là đẹp từ 2016 đến giờ. Ở đời này thì mình sẽ có E200 này, E250 và E300 AMG. Thì E250 là phiên bản ở giữa, option của nó gần như tiệm cận đến bản E300 AMG rồi. Tuy nhiên thì cái mức giá thì nó khá là dễ chịu. Thế nên là em thấy đây là phiên bản rất là phù hợp và được nhiều anh chị quan tâm. Ở đây anh chị có thể thấy này, đèn được trang bị đèn multi beam như E300 AMG luôn. Một đèn rất là thông minh của Mercedes. Đặc biệt chiếc E250 này thì đã được lên cái bộ mâm của E300 AMG anh chị nhá. Đây là bộ mâm của E300, không phải là mâm của E250 đâu ạ. Bộ mâm này rất là giá trị. Đương nhiên rồi, giá của nó còn đắt hơn cả mâm zin cơ. Xanh Carvansai, màu trung tính, rất là đẹp. Ai đi cũng đẹp, các chị em đi cũng đẹp và các anh đi cũng rất là khỏe. E200, một chiếc xe rất là thành công của Mercedes. Chắc chắn rồi, cảm biến xung quanh xe, cốp điện, camera lùi, cốp của mẹ E thì chắc không cần phải bàn cãi nữa, rất là sâu và rộng, anh chị để một vài bộ gốp vẫn thoải mái. Mẹ có một cái hệ thống camera lùi rất là thông minh. Khi mà anh chị vào số lùi thì camera mới mở lên. Khi nào không dùng nó sẽ gập lại để tránh trường hợp bụi bẩn hoặc là bùn đất bắn lên. Thì thế nên là mặc định cái cam này lúc nào cũng sạch sẽ luôn, không bị mở. Rất là hay. Nội thất màu đen. Thực ra thì nội thất màu đen chưa phải là màu nội thất đẹp nhất của Mercedes. Tuy nhiên cái nội thất màu này thì cái giá nó sẽ dễ chịu hơn. Và màu đen thì ưu điểm loại sạch sẽ, anh chị ít phải vệ sinh hơn. Nếu mà là màu kem thì sẽ phải vệ sinh rất là nhiều, để ý rất là nhiều, tại vì nó cực kỳ dễ bám bẩn và nó rất là lộ. Nhà anh chị mà có nhiều trẻ con, em bé thì màu kem sẽ rất là lộ. Ở đây thì có đầy đủ rồi, điều hòa đằng sau, hàng ghế thứ hai của E thì không phải bàn cãi tới, rất là rộng. Đây là nội thất của chiếc E250. Như bên ngoài em đã nói, mẹc E, nhất là E250 thì option nó tiệm cận gần như là E300 AMG rồi, rất là nhiều công nghệ. Đơn cử có thể nói này, ở đây mình có loa Boomaster, loa hàng hiệu của mẹc này. Ở trong học để đồ kia mình có hệ thống hương tạo hương nước hoa E-Balance, rất là thơm của mẹc E-Balance. Dạ đây ạ, hương nước hoa. Màn hình kéo dài, model mới nhất của mẹc E. Mẹc S, mẹc E được trang bị rồi, mẹc C thì chưa được trang bị. Rất là đẹp đúng không ạ? Nếu mà không nhìn kỹ thì rất là khó phân biệt đây là mẹc E hay mẹc S. Có cả hệ thống đèn LED Ambient Light 64 màu nội thất, rất là đẹp. Nói chung là nội thất của Mercedes thì chắc không cần phải bàn cãi quá nhiều, quá đẹp rồi, quá mỹ miều. Ở chiếc xe của em thì em thấy anh chị chủ khá là giữ. Anh chị có thể thấy này, những cái chi tiết như là vô lăng này, hay là những cái nút ấn mà mình thường hay sử dụng nhất, tăng giảm âm lượng này, hoặc là cái cần lấy mở cửa ra vào này, chỉnh ghế điện này, tương đối mới.
Chiếc xe của em thì chạy 4 vạn mai rồi, 2018, 4 vạn mai. Tính ra khoảng độ hơn 5 vạn km, hơn 5 vạn 3 năm, rất là phù hợp. Nó chạy không quá nhiều đâu, nhưng mà thực ra chạy chuẩn cũng không hề ít, không phải ít. Nhưng mà đều, chạy đều, phù hợp. 4 vạn mai. Ốp gỗ này, còn rất là mới. Các cái phím ấn, đây là những cái phím mình hay sử dụng nhất hàng ngày. Tăng giảm âm lượng này, điều hòa này. Em mới, đây là model chìa khóa mới. Rất là đẹp. Chiếc xe của em nó hơi bị bụi bẩn một chút. Cái này sau em sẽ vệ sinh lại sau. Em sẽ vệ sinh lại sau. Rồi em có chiếc Mercedes E250, sản xuất năm 2018, tên cá nhân biển Hà Nội, biển rất là đẹp. Chiếc xe này thì chạy 4 vạn mai rồi. Em đang chào bán xe với mức giá là 1 tỷ 855 triệu. Giá cả thì em còn thương lượng. Chiếc xe này thì em vẫn hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 5 năm tối đa luôn ạ. Nên là anh chị quan tâm xe có thể đến trực tiếp cửa hàng em hoặc liên hệ số online, thì em sẽ hỗ trợ anh chị. Xin cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở những video clip tiếp theo.